các bạn, lại là Nga đây. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi thì Tết Nguyên Đán sẽ đến rồi. Nga chắc hẳn rằng các bạn đang gấp rút hoàn thiện hoặc là trang trí lại căn nhà của mình để cùng gia đình chào đón người thân và bạn bè đến chơi Tết, đúng không? Cho nên chuỗi video tiếp theo Nga sẽ chia sẻ các bạn đó là về chủ đề phòng khách. Và video đầu tiên hôm nay sẽ là 7 cách để giúp phòng khách trông sang trọng hơn. Trước kia, Nga là kiến trúc sư làm thiết kế nội thất chuyên về lĩnh vực hospitality, tức là thiết kế nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng resort. Nga từng tham gia các dự án khách sạn của Novotel, Capri, Intercontinental và Nga cũng là chủ trì thiết kế của khách sạn Ibis Sài Gòn Airport ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên Nga cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế các không gian cao cấp và sang trọng. Và hôm nay Nga sẽ chia sẻ với các bạn những cái tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 5 sao mà các bạn có thể áp dụng trong thiết kế phòng khách của mình để làm cho phòng khách của bạn trông sang trọng hơn. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo là tiêu chuẩn khách sạn thì sẽ đắt tiền nha. Nga chỉ sẽ chia sẻ những cái cách cơ bản, đơn giản và với một cái chi phí không quá đắt đỏ để các bạn có thể áp dụng ngay và luôn cho phòng khách của gia đình mình. Nếu các bạn muốn mình có một cái vẻ bề ngoài trông sang trọng hơn thì các bạn nghĩ là chúng ta nên mặc quần áo tông màu gì? Nga cũng có tìm hiểu về chủ đề này bởi vì Nga cũng rất là thích ăn mặc đẹp. Thì một trong những cái tip đó là chúng ta hãy mặc quần áo tông màu trung tính. Thiết kế nội thất cũng tương tự như thời trang vậy, để làm cho phòng khách của chúng ta sang trọng hơn với một cái chi phí không hề đắt đỏ. Thì việc đầu tiên là các bạn hãy cân nhắc trong việc lựa chọn màu sơn tường cho phòng khách và hãy sử dụng các cái tông màu trung tính, ví dụ như là màu xám, màu be hoặc là màu trắng. Trong video về 7 xu hướng nội thất nổi bật của năm 2022 thì Nga cũng có chia sẻ về xu hướng màu sắc trung tính. Đây là một cái tông màu không bao giờ lỗi thời và nó giúp mang lại cái cảm giác sang trọng và dễ chịu. Và nếu như các bạn hỏi Nga giúp tư vấn một cái màu sơn tường mang lại cái cảm giác hiện đại sang trọng thì màu sắc cơ bản đầu tiên Nga khuyến khích các bạn sử dụng đó là màu trắng. Tường trắng sẽ giúp cho không gian phòng khách trông cao hơn, rộng rãi hơn, sáng sủa hơn và nó cũng sẽ là một cái tông nền giúp cho các bạn dễ phối hợp các cái vật dụng đồ nội thất khác. Nhưng mà các bạn đừng sử dụng màu trắng sáng nha, mà các bạn hãy sử dụng màu trắng kem, trong tiếng Anh gọi là off-white. Màu trắng kem sẽ giúp cho cái không gian trở nên ấm cúng và sang trọng hơn. Và hôm nay Nga cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số mã màu sơn tường trắng kem mà Nga hay thường sử dụng cho các cái dự án khách sạn của mình. Cho Nga hỏi là căn nhà hiện tại của các bạn đang sử dụng ánh sáng đèn như thế nào? Ánh sáng vàng hay là ánh sáng trắng? Người Việt Nam mình thì thường hay sử dụng ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang. Nhưng mà nếu các bạn đi vào các khách sạn 3 sao hoặc 5 sao thì các bạn thấy người ta sử dụng ánh sáng màu gì? Thường là màu vàng, đúng không? Và trong các cái dự án khách sạn cao cấp thì luôn luôn là Nga thiết kế ánh sáng sẽ có màu vàng trắng, mà trong tiếng Anh gọi là warm white. Cho nên gợi ý tiếp theo Nga muốn chia sẻ với các bạn để cho phòng khách trông sang trọng hơn thì các bạn hãy sử dụng ánh sáng đèn có màu vàng trắng. Ánh sáng vàng trắng sẽ giúp cho không gian trở nên sang trọng, ấm cúng và đặc biệt là tạo cảm giác thư giãn, thoải mái, dễ chịu. Do vậy thường được sử dụng cho các cái không gian như là phòng khách, phòng ăn hoặc phòng ngủ. Còn ánh sáng trắng thì sẽ thích hợp hơn cho các cái không gian ví dụ như là phòng bếp hoặc là phòng học. Ngoài ánh sáng tổng thể từ đèn âm trần thì các bạn có thể sử dụng ánh sáng từ các loại đèn khác, ví dụ như là đèn tường, đèn chùm, đèn bàn hoặc là đèn đứng. Các loại đèn này không chỉ giúp làm tăng thêm tính trang trí cho tổng thể nội thất của bạn mà nó còn giúp tạo ra các cái lớp ánh sáng khác nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng công tắc cho hệ thống ánh sáng của nhà mình là công tắc dimmable, tức là chúng ta có thể điều chỉnh được các cái cường độ ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào thời điểm hoặc là tâm trạng của các bạn. Sau khi đã chọn được màu sơn tường và ánh sáng đèn thì
thì bây giờ chúng ta hãy chọn rèm cho phòng khách. Để cho phòng khách trông cao ráo và sang trọng hơn thì các bạn hãy treo rèm cao từ trần cho đến sàn. Đẹp nhất đó là chúng ta thiết kế các cái hộp rèm âm trần thạch cao. Chi tiết của hộp rèm âm trần này Nga có chia sẻ ở video này. Và nếu như chúng ta không thể làm hộp rèm âm trần thì các bạn có thể làm các cái hộp rèm bằng gỗ công nghiệp, sau đó chúng ta sơn cùng với màu tường để chúng ta che các cái thanh treo rèm, giúp tạo cái cảm giác thanh lịch và sang trọng cho phòng khách. Trường hợp nếu mà các bạn muốn để lộ các cái thanh treo rèm thì các bạn hãy chọn các cái thanh treo rèm có thiết kế đơn giản, mảnh và hoàn thiện bằng màu kim loại đen hoặc là màu đồng. Và sau đó chúng ta hãy treo các cái thanh treo rèm này ở vị trí đó là 2/3 chiều cao khoảng cách từ trần cho đến mép trên của khung cửa sổ. Độ dài của rèm thì nên cách sàn là 5mm. Đây là tiêu chuẩn thiết kế rèm của khách sạn 5 sao. Và bật mí thêm cho các bạn nữa, đó là kiểu rèm thiết kế cho các cái dự án khách sạn cao cấp, đó là kiểu rèm 3 múi. Và để tạo tính riêng tư và điều chỉnh ánh sáng cho phòng khách thì chúng ta nên sử dụng rèm 2 lớp. Một cái tip cuối cùng đó là để chắn sáng được tốt thì khi mà chúng ta treo thanh ray rèm thì chúng ta nên treo hai cái thanh ray rèm nó overlap lại với nhau, tức là nó lồng vào nhau. Như vậy thì khi các bạn kéo hai cái tấm rèm lại, nó sẽ không tạo một cái khe sáng ở giữa. Một trong những cái yếu tố quan trọng để tạo ra không gian phòng khách sang trọng đó là cách mà bạn bố trí các cái vật dụng đồ nội thất trong phòng khách, ví dụ như là sofa, ghế bành hoặc là bàn cà phê vân vân. Vậy thì chúng ta hãy xem thử là phòng khách của căn Presidential Suite tại khách sạn Intercontinental, thử xem là cách mà họ bố trí layout đồ nội thất cho phòng khách như thế nào ha. Thì các bạn để ý là các cái đồ nội thất sẽ được bố trí theo nhóm, và sofa thì không nhất thiết phải đặt dựa vào tường. Ghế bành thì sẽ đi theo cặp để tạo cái tính cân bằng và sang trọng. Ngoài ra ở đây cũng có bố trí rất là nhiều các cái bàn nhỏ đặt cạnh sofa hoặc cái ghế bành để tạo thêm cái tính trang trí cũng như là tạo nên cái tính tiện nghi cho người ngồi nữa. Nếu như mà phòng khách của các bạn có diện tích nhỏ thì các bạn có thể bố trí sofa chữ L đặt dựa vào tường và bố trí thêm một cái ghế bành có thiết kế đẹp để tạo ra cái điểm nhấn cho không gian phòng khách. Hoặc là hiện nay khi mà đồ nội thất dán tròn lên ngôi với các cái sofa có hình dán tròn thì các bạn có thể tham khảo các cái gợi ý theo layout như thế này. Sau khi đã chọn và bố trí đồ nội thất cho phòng khách rồi thì để cho phòng khách thêm sang trọng, các bạn hãy bố trí thêm thảm. Thì thảm nhỏ sẽ làm cho không gian phòng khách trông nhỏ hơn và kém sang. Cho nên là nếu mà chúng ta không có đủ kinh phí thì chúng ta không nên mua thảm luôn. Còn đẹp nhất mà sang nhất thì chúng ta hãy chọn những cái thảm có kích thước lớn, tức là chúng ta có thể bao phủ toàn bộ chân của ghế sofa và ghế bành lên trên cái thảm đó. Nhưng mà thảm lớn thì nó hơi mắc, cho nên là mọi người có thể mua cái thảm mà có kích thước là che 1/2, tức là che đủ cái hai cái chân trước của ghế sofa hoặc là ghế bành. Thông thường là sẽ là từ 1m6 x 2m3 hoặc là từ 2m x 3m. Thì dựa vào kinh phí, các bạn có thể là phát thảo sơ cách mà các bạn bố trí nội thất ở trong phòng khách, từ đó các bạn lựa chọn cái kích thước thảm cho đúng trước khi mà chúng ta đi mua thảm ha. Một trong những cái cách đơn giản và ít tốn kém nhất để tạo cho phòng khách sang trọng và thêm màu sắc, đó là chúng ta hãy sử dụng gối trang trí cho sofa. Hôm nay Nga sẽ chia sẻ với các bạn cách
mà các bạn có thể chọn một cái bộ gối trang trí cho sofa của mình. Đó là đầu tiên các bạn hãy chọn một cái kiểu cho bộ gối phù hợp với cái hình dáng sofa của các bạn. Thì chúng ta có thể xếp 2 đến 3 gối ở mỗi bên sofa với các cái kiểu bố cục như sau. Thứ nhất là gối vuông lớn cộng gối vuông nhỏ hoặc là gối chữ nhật. Thứ hai là gối vuông lớn cộng với gối chữ nhật. Hoặc là thứ ba là gối vuông lớn cộng với gối chữ nhật cộng với lại gối tròn, vân vân. Thì sau đó thì các bạn sẽ xác định một cái tông màu cho bộ gối của mình, có thể là từ 3 đến 5 màu phù hợp với cái tổng thể nội thất mà các bạn đang có. Tiếp theo đó là chúng ta hãy chọn cái hoa văn cho vải gối, chọn theo nguyên tắc là một cái gối trơn, sau đó là tới một cái gối có hoa văn lớn, sau đó là đến một cái gối có hoa văn nhỏ. Và để làm đa dạng và phong phú thêm cái bộ gối của các bạn thì các bạn hãy sử dụng các chất liệu khác nhau cho bộ gối, đó là ví dụ như là vải gối trơn nè, sau đó là đến vải gối có gân hoặc là sử dụng các vải gối có lông vân vân. Khi bước vào căn phòng của một khách sạn thì các bạn có cảm thấy rằng có một cái mùi hương rất là dễ chịu hay không? Mùi hương giúp tạo cảm xúc và gây ấn tượng khó phai cho người sử dụng không gian. Do vậy các khách sạn họ đều có những cái mùi hương đặc trưng cho khách sạn của mình. Như vậy thì không gian phòng khách của bạn với thiết kế nội thất, ánh sáng và mùi hương sẽ gây một cái ấn tượng đặc biệt cho vị khách mời. Đó cũng là lý do gần đây mà Nga bắt đầu sử dụng nến thơm cho không gian phòng khách của nhà mình. Bởi vì Nga cảm thấy rằng cái căn phòng khách mà có một cái mùi hương thì Nga cảm thấy rất là dễ chịu, thư giãn. Và Nga cũng mong muốn là khách đến chơi nhà họ cũng có cảm giác là họ được chào đón. Các bạn có thể chọn cái mùi hương mà các bạn yêu thích và sử dụng nến thơm nè, hoặc là tinh dầu nè, hoặc là bình xịt vân vân. Với những gợi ý Nga đã chia sẻ ở trên thì Nga hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ nhìn quanh một lượt phòng khách của mình và chọn ra 3 điều mà các bạn có thể thực hiện ngay và luôn để phòng khách của các bạn trông đẹp hơn, sang trọng hơn, đặc biệt là vào mùa Tết. Nếu các bạn thấy những thông tin Nga chia sẻ ở đây là hữu ích thì các bạn hãy bấm like, hoặc là Nga sẽ rất là vui nếu như các bạn mời Nga một ly cà phê. Nga để link ở phần mô tả bên dưới. Cuối cùng thì Nga xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình một Tết Nguyên Đán thật hạnh phúc, vui vẻ, vạn sự như ý. Và Nga hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.